Vâng, xin chào mọi người. Thời gian vừa qua thì mình có thấy là một số người hỏi mình là làm thế nào để có thể đăng ký được cái kênh YouTube Lâm Đằng Xét của mình ở trên YouTube. Thì hôm nay mình làm cái video này để có thể hướng dẫn chi tiết mọi người cách đăng ký được cái kênh YouTube của mình ở trên máy tính cũng như là ở trên điện thoại. Thì ở máy tính thì chúng ta vào trình duyệt web. Ở đây thì mình dùng đó là cốc cốc và gõ youtube.com. Thì chúng ta có thể thấy là trang chủ của YouTube đây. Và ở đây thì có một cái bước là mọi người phải đăng nhập vào cái tài khoản Google, nó chính là cái tài khoản email của mình. Còn nếu như ai mà đã đăng nhập rồi thì cái chữ đăng nhập này nó sẽ không sáng và lúc đấy nó sẽ hiện một cái tài khoản nhỏ nhỏ ở đây. Thì bây giờ bước đầu tiên để đăng ký được kênh YouTube là bạn phải đăng nhập vào tài khoản Google. Thì mình sẽ đăng nhập ở đây. Kích vào chữ đăng nhập. Ở đây mình đã có một tài khoản rồi, vậy mình chọn là đăng nhập bằng tài khoản khác. Mình thêm tài khoản. Lưu. Và mọi người có thể thấy là nếu mà đã đăng nhập rồi thì nó sẽ có một cái dấu nhỏ tròn ở đây, khi bạn kích vào đây thì sẽ hiện lên là cái tài khoản của bạn đã đăng đăng nhập ở trên YouTube. Vậy tức là khi mà bạn đăng nhập rồi thì có thể đi subscribe các cái kênh YouTube khác để có thể theo dõi những cái video cập nhật từ họ. Thì ở trên cái cửa sổ tìm kiếm ở đây, mọi người gõ chữ Lâm Làng Xét. Lâm Làng Xét không dấu cũng được. Enter. Khi đó thì sẽ ra cái kênh của mình. Vâng, cái biểu tượng là cái vợt bóng bàn và quả bóng và hình tia sét, mọi người kích vào nó. Kích ở đâu cũng được. Kích click vào đó. Và khi đó sẽ vào kênh. Vâng, nó có một cái đoạn video giới thiệu kênh. Và mọi người để ý ở phía bên góc phải màn hình có chữ subscribe. Vâng, và đây chính là cái nút để có thể đăng ký được ở trên kênh YouTube này của mình để có thể theo dõi các cái video mới nhất từ mình. Vậy mọi người chỉ việc click vào đây, đợi một lúc và nó đã hiện là subscribed, tức là đã ấn đăng ký. Và như vậy có nghĩa là mọi người đã đăng ký được cái kênh YouTube của mình ở trên thiết bị, đó là trên máy tính. Và thì khi nào mình up những cái video mới lên thì nó sẽ hiện thông báo ở đây và mọi người có thể trực tiếp vào xem. Mọi người ví dụ có thể click vào video để xem là đấy những cái video mới nhất mình cập nhật ở đây, Loot More chẳng hạn, để xem thêm từ các cái giải đấu, hoặc là kích vào phần playlist. Nếu mà mọi người dùng tiếng Việt thì nó sẽ ghi là danh sách phát, tức là những cái giải đấu cũng như các cái trận đấu mình đã cập nhật hết ở đây rồi. Mọi người có thể theo dõi rất là dễ dàng theo các cái giải đấu ở đây. Vâng, vậy là mình đã hướng dẫn mọi người cách đăng ký cái kênh YouTube của mình ở trên máy tính. Vậy thì ở trên điện thoại thì làm cách nào? Và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người để đăng ký trên điện thoại. Khi mà mọi người đã subscribe rồi, subscribe ở trên máy tính rồi thì khi bạn đăng nhập ở trên điện thoại thì nó cũng đã tự động subscribe kênh của mình, không cần phải thực hiện cái bước là ấn nút đăng ký lại nữa. Ở đây mình tắt đi, tạm thời mình không subscribe nữa để mình vào cái điện thoại mình đăng ký lại. Và ở đây thì mình có dùng cái phần mềm BlueStack để giả lập Android. Thì ở trên thiết bị Android hoặc iOS thì mọi người tải cái phần mềm YouTube này về. Ở trên Android thì sẽ có sẵn, còn ở trên iOS thì buộc phải tải về từ kho ứng dụng App Store. Thì mọi người click vào nó giống như ở trên điện thoại vậy. Vâng, đợi một lúc để cho cái phần mềm này có thể load vào. Và đây là màn hình chính của phần mềm YouTube ở trên các cái thiết bị di động. Mọi người có thể nhìn thấy cái dấu ba chấm ở đây, ba chấm đường thẳng. Khi đó chọn vào đây, nó sẽ có chữ đăng nhập. Mọi người chọn vào đăng nhập. Và ở đây mình có tài khoản mình đã đăng nhập rồi. Như ví dụ như ai dùng Android thì sẽ có sẵn ở đây, có thể chọn luôn đăng nhập trực tiếp cái tài khoản Gmail của mình ở đây. Thì như như vậy ở đây là mình đã là đăng nhập rồi. Còn nếu mà những cái người mà chưa có tài khoản thì mọi người phải thực hiện cái bước đăng nhập, thì đó chọn và đăng nhập, điền các cái email và mật khẩu ở đây.
email mật khẩu và sau đó xác nhận thì cũng là có thể đăng nhập được. Và đây thì mình đã đăng nhập rồi. Mình đăng nhập rồi thì mình chỉ cần chọn tài khoản là Lâm Lâm ở đây thôi. Chính là cái tài khoản Tùng Lâm DHBKHN93 mình vừa mới đăng nhập nãy ở trên máy tính. Vâng, và đợi một lúc cho phần mềm có thể load vào. Vâng, mọi người kích vào cái thanh tìm kiếm, chính là cái nút ở ngay gần cái nút 3 chấm này. Rồi, lại gõ Lâm Làng Xét, không giấu cũng được. Vâng, chọn vào cái kênh YouTube ở đây, cái hình logo của mình, kích vào đây. Vâng, và ở đây mọi người lại kéo xuống thì ở phía bên góc phải có một nút nhỏ đăng ký, nút ghi là chữ đăng ký. Còn nếu mà mọi người dùng tiếng Anh thì nó sẽ ghi là subscribe. Thì mọi người kích vào đấy. Và nó hiện lên là đã đăng ký. Và khi đấy ở trên phần mềm nó sẽ hiện là nhấp vào chuông để nhận thông báo về tất cả những video mới. Thì mọi người chọn cái chuông này, bật. Đó. Ok. Nếu mà mọi người chọn đây thì những cái video mới của mình sẽ được cập nhật và sẽ gửi vào email cho mọi người mỗi khi là mình cập nhật những cái video clip mới. Và cũng như là ở trên trang web thì ở trên phần mềm này cũng có các mục như là video để có thể xem những cái video mình mới tải lên, hoặc danh sách phát các cái giải đấu mà mình đã tổng hợp vào đây, hoặc là kích vào kênh để có thể thấy là các cái kênh mà mình cũng đã đăng ký. Phần giới thiệu là các cái thông tin ở đây, các cái địa chỉ fanpage cũng như địa chỉ Facebook của mình, hoặc là các số điện thoại để mọi người có thể liên hệ với mình. Vâng, vậy là mình đã làm xong cái video này để hướng dẫn cho mọi người đăng ký kênh YouTube Lâm Làng Xét ở trên máy tính cũng như là trên thiết bị di động chạy Android hoặc iOS. Vậy xin cảm ơn mọi người. Mong rằng là mọi người hãy subscribe kênh của mình để ủng hộ mình trong thời gian tới, có thể làm sao cập nhật nhanh nhất các cái trận đấu từ các cái giải đấu bóng bàn trên cả nước, cũng như là cập nhật những cái video về review, chia sẻ kinh nghiệm đánh gai của mình. Xin cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp lại vào những video lần sau.